Hiện nay giá pin mặt trời đang rất là tốt nhá các bác nhá. Các bác bây giờ tranh thủ mà sử dụng pin mặt trời thì quá tốt luôn. Đấy, giá pin mặt trời từ hệ to đến tấm nhỏ hiện nay giá đang thị trường đang rất là xuống. Chưa bao giờ xuống như bây giờ. Đấy, bây giờ các bác mà sử dụng năng lượng mặt trời là quá ok luôn. Đấy. Vâng, Điện Mặt Trời Shop Solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Tất cả các bác đang theo dõi kênh và đăng ký kênh của em thì hôm nay các bác sẽ được sở hữu một con biến tần Luck Power SNA thanh lý của khách hàng. Đấy, lúc nào em cũng khuyên các bác là các bác hãy đăng ký kênh ở phía dưới đấy. Thì có chữ đăng ký, các bác đăng ký. Thì khi em ra cái sản phẩm gì mới hoặc là em ra những cái sản phẩm biến tần thanh lý hoặc kích điện thanh lý của khách hàng, hoặc là sạc năng lượng mặt trời thanh lý thì các bác sẽ sở hữu được ngay. Đấy, còn một số bác mà không đăng ký thì đến lúc em đăng cái sản phẩm lên thì các bác không thể biết được. Đấy, trừ khi các bác vào 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 YouTube thì các bác mới biết được. Thì lúc đó thì người ta đã mua hàng rồi. Đấy các bác nhá. Đây là cái phiên bản SNA City trong, có nghĩa là cái map tư bám tải City trong. Cái bản này rất là giá trị luôn nhá. Luck Power bản SNA 5 kW. Đây các bác nhìn này, 5 kW. Đấy. Khách hàng người ta sử dụng lên cái hệ 10 kW bởi vì là cái hệ thống điện gia đình nhà người ta khi dùng con này nó không đủ. Nó không đủ. Người ta phải ngắt bỏ một số thiết bị ra. Chính vì vậy nó rất bất tiện trong quá trình các bác sử dụng. Đấy, và khách hàng này quyết định là nâng lên một cái hệ 10 kW, nâng hẳn một hệ 10 kW để sử dụng cho nó thoải mái. Đấy. Ở đây điện áp hở mạch mắc là 480 VDC nhá, lưu ý giúp. Đấy. Điện áp hở mạch của con này tối đa là 480 VDC. Công suất sạc 100A. Đấy, con này nó có hai switching, hai giải đầu vào, hai switching. Đây nó ghi này số input switching, đấy ghi số 2, hai giải nhé. Con này công suất là 5 kW. Đấy, con này chạy đa chức năng. Thì với con này thì anh em quá biết rồi, em cũng không phải giới thiệu nhiều. Với cái dòng sạc của nó, của cái AC thì 60A anh em nhá. 60A, các bác sở hữu con này thì quá chất luôn. Hàng đẳng cấp. Đấy. Với những bác nào mà hay theo dõi cái biến tần Luck Power này thì các bác sẽ biết cách lắp đặt hết rồi. Nó rất là đơn giản, không có gì cả. Đây là cái nút tắt mở này. Đấy, nút này là hỗ trợ của nút ghi nút gen này, hỗ trợ cái hệ thống máy phát này, AC output này, AC input này. Input là từ đấu từ điện lưới này, output là để sử dụng này. Đấy, nó có hai cổng, một cổng battery này. Đấy, một cổng battery cộng, một cổng battery trừ này. Đấy. Ở phía đằng này là có một cổng của PVA này, một cổng của PVB. Đấy, nó có hai cổng, hai sợi trinh để anh em sử dụng. Đấy, thì khách hàng người ta thanh lý với con này là 8 triệu nhá. Bác nào nhanh tay để sở hữu 8 triệu. Đấy. Em thanh lý hộ khách thôi nhá, không lấy đồng nào nhá. Không lấy lãi đồng nào bởi vì người ta đã lấy biến tần của bên em rồi. Thì em thanh lý với các bác cho một số bác điều kiện kinh tế khó khăn. Các bác sẽ chơi con này. Đấy. Thì các bác nhanh tay. Các bác nhanh tay để sở hữu nhá. Nhanh tay để sở hữu, dùng năng lượng mặt trời hiện nay đang rất là hiệu quả và cái giá pin hiện nay đang giá rất tốt anh em ạ. Giá pin mặt trời hiện nay đang rất tốt, bên em bán cái hàng pin mặt trời cực kỳ chạy luôn. Các bác tranh thủ vào vào để mua để sử dụng năng lượng mặt trời. Không có chưa bao giờ pin mặt trời nó lại giá tốt như bây giờ. Từ cái tấm nhỏ cho đến tấm to, anh em tranh thủ vào bây giờ là anh em sẽ được lợi rất là nhiều. Đấy, anh em nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video sau.